Chú robot này có tên gọi Centauro mang theo hy vọng của những người phát triển rằng sự linh hoạt và nhanh nhẹn của chú một ngày nào đó sẽ đóng vai trò quan trọng trong các chiến dịch ứng phó với các thảm họa. Centauro cao 1,5 mét, nặng 93 kg, chú được thiết kế để có thể tồn tại trong những môi trường nhân tạo và có thể thực hiện những nhiệm vụ phức tạp thay con người. Hệ thống chuyển động kết hợp chân và bánh xe giúp Centauro có thể hoạt động linh hoạt ngay cả trong những nơi có địa hình khó tiếp cận. Phía trong đầu của Centauro có gắn các camera, cảm biến quan sát và một máy quét LiDAR cho phép Centauro cảm nhận được môi trường xung quanh và chuyển thông tin về cho người vận hành chú. Hiện Centauro được điều khiển từ xa, tuy nhiên các nhà nghiên cứu muốn Centauro có thể hoạt động hoàn toàn tự động. Centauro khi đó sẽ được thử nghiệm trong môi trường thực tế như những tòa nhà bị phá hủy hay trong môi trường công nghiệp độc hại mà con người không nên làm việc trong đó. Dự án phát triển Centauro do Nikos Sagaraki, người từng phát triển robot Walkman, thực hiện với sự hợp tác của đại học bon đức và được ủy ban châu âu tài trợ kinh phí